Alo. Alo. Đây. Em lúc sáng nói chuyện chim cu về Lạng Tôi Sơn thấy ấy đây bạn. là Vâng. mô hình chim cu Anh Pháp có gấp cái 4 quả như thế trứng chúng này ta và là xem lựa bàn cả em có ổn 4 không con. này. Vâng. Thực ra Cùng là anh hai cũng tin tưởng em thôi, anh chả chị vấn đã mở đề mắt. chả có 550k thôi thì thường Ok. là Rồi sẽ rồi mẹ. qua nhà anh là nó rơi vào tầm 6 rưỡi, thì Các tầm bạn mới 8 sinh tiếng sản là thì nó xuống nên đến đỉnh. nuôi theo mô Ok, hình như vậy. thì từ 8 rưỡi Cú là ta chỉ quanh năm chỉ có đẻ, và cú Pháp nó sẽ thì quanh năm chỉ đi có ấp các thuê và nuôi tỉnh, con nó sẽ thuê. thuận tiện cho xe hơn. Cơ sở của mình Ok, thì ở huyện Ba thì Vì, muốn thành phố năm Hà mai Nội, anh gửi sớm cho em luôn, sau đó xã Vân em chuyển tiền Hòa, cho anh số điện luôn. thoại là 01 Rồi, ok, trong vòng 63 7 rưỡi sáng mai 53 em chuyển tiền 05 cho anh. 982. Thì anh muốn báo Các lại bạn em để cho nó có nhu cầu mua chim giống thống hoặc là nhất. chim Bên sinh anh thì làm sản ăn uy tín lắm, anh gửi thì vào có tận Sài thể Gòn vào cái mà kênh họ trên sau họ Zalo gửi. đăng ký vào số điện thoại trên, và kênh Thì em biết Facebook là rồi, thì anh chim em cu mình gáy có tin hay, nhau thì kênh mới Anh gọi cho Tuấn là nhau chim thôi. cu gáy hay, Được không? Đấy và thì số nhưng điện mà thoại cái là họ tên của anh là gì nhỉ, để 2210 mai em chuyển. 205611. Bạn có thể Em chuyển thì tiền hoặc là đưa nhận họ tên hàng của anh là Vũ Văn tận Thao, cái số tiền tài khoản là như thế đấy. một lần nữa. À thế gì anh? Vâng, Ok chim ok. xin Em kính cứ chào ra các quầy thì gõ cái số tài khoản đấy thì nó quý đổi vị tên anh các bạn lên quan tâm ngân theo hàng dõi, Agribank và chi chúc nhánh các Ba bạn Vì là được. một ngày làm việc thành công rực Rồi rỡ. ok anh. Rồi sáng mai em chuyển Ngày chào sớm tạm cho anh biệt. luôn. Thì mai là 7 8 rưỡi là nó chim từ Hà Nội đi Lạng Sơn đúng không? Vâng, ok. Đi Lạng Sơn thì em có thể cho cái thông tin là nó xuống chỗ nào, Lạng Sơn nó cũng có một cái mốc nào không? À, em về Hữu Nghị. Hữu Nghị cũng được mà thành phố cũng được. Nếu mà Có thể thấy về đây là cửa khẩu Hữu Nghị càng tốt. bãi chú chim. Bãi xe Xuân Cương ấy, cửa khẩu Hữu Nghị càng tốt. Được chỗ đấy nó khoảng có cái 5 bãi ngày xe tuổi. gì? Ở đấy nó Thì là bãi xe Xuân nếu Cương. như các bạn Bãi nơi gần xe đây Xuân thì Cương Lạng Sơn đúng không? cực kỳ siêu Đúng nắng rồi. Xuân Cương đúng để không? sưởi ấm, Đúng rồi, Xuân thì để Cương. anh Thì anh ghi vào cái nhiệt phiếu này để xuống độ dưới Bến nào Đình là cũng người phải đảm nhà nhà bảo. anh sẽ định hình được cái như thế thì sẽ gửi, một là xe đến Rồi đấy thẳng ok. hoặc là qua đấy 23-24 độ. thì họ sẽ xuống cho Vâng em. vâng Và đặc vâng biệt là món bến các ok bến xe anh. Xuân Cương À, rách rìa bục bến rìa, xe Xuân Cương nhé. không được cho Bến ăn xe bò Xuân khóa Cương Lạng Sơn đội nhé, rìa. anh cứ ghi địa chỉ để Đúng xuống rồi, cho chọc anh bỏ thế nhé. của họ. Rồi ok Nếu anh. mà các bạn Ok nuôi được anh từ em. bây giờ Vâng thì vâng vâng vâng. Dạ vâng, sáng mai em gửi chúng sớm chuyển sớm cho anh. quý vị và các bạn thân mến, vườn chim ở Ba Vì, anh Thao mình xin giới thiệu video này để củng cố cái niềm tin cũng như khẳng định uy tín của bên mình. Thì hiện bây giờ là đang là 10 giờ đêm, thì một anh khách hàng số điện thoại là 0961 033 991 ở gần bến xe Xuân Cương Lạng Sơn. Anh có mua một đôi chim non về để anh tự bón, nó rơi vào tầm khoảng 13 ngày tuổi. Anh qua điện thoại giao dịch thì anh hẹn là buổi sáng ngày mai để chuyển tiền thì bên mình chuyển hàng. Thế nhưng mà vì mình cũng cảm giác anh ấy là người tốt, mình tối nay mình nghĩ là sáng mai thì mình chuyển từ 6 giờ rưỡi ở quê mình đến 8 rưỡi là xuống đến bến xe Mỹ Đình, và từ 8 rưỡi đến 10 giờ đến trưa thì chim sẽ về đến Lạng Sơn và sẽ nhận được chim. Thế thì mình sẽ chuyển chim trước và bạn ấy sẽ chủ động chuyển tiền cho mình sau. Đây cũng là một cái thiện chí tin tưởng nhau. Mình cũng chuyển vào Sài Gòn thì cũng có anh cũng chuyển tiền trước một nửa vào anh nhận chim, và sau đó anh hứa anh chuyển nốt tiền cho mình. Thì bây giờ cái việc làm ăn từ xa cũng rất là đòi hỏi chữ tín, nếu ai mất chữ tín thì cũng không giàu nghèo gì bấy nhiêu tiền sống trong cuộc đời cả. Mình muốn chia sẻ video này để khẳng định rằng tất cả mọi người hãy xây dựng một cái niềm tin từ cá thể nên niềm tin từ tập thể. Thì cái video này ngoài cái việc niềm tin ra, mình muốn hướng dẫn các bạn cách đóng để vận chuyển chim non làm sao cho an toàn. Thì ở đây thì mình giới thiệu với các bạn, đây là một cái hộp mà xốp mình lấy ở cái hộp đựng đựng cái mắt camera, bề dày khoảng để bề cao khoảng 8 phân, dài rộng khoảng 20 phân, và nó chỉ có mỗi mặt trên này là không không bị kín thôi.
Thì ở tứ phía là mình lấy mũi kéo mình cắt thành bốn cái lỗ, bốn cái lỗ thông hơi để cho chim có thể có không khí. Đấy. Vận chuyển bằng cái này thì rất là không tốn kém, phải hộp gì cả. Một đôi chim có thể nằm gọn ở trong này. Đấy, thì các bạn nót một chút giấy mềm ở đây. Khi con chim nó được nằm lên êm và nó có đi ngoài đi tè ra đây thì nó cũng thấm vào cái giấy, không bị lênh láng cái chỗ bãi. Sau khi đóng vào đấy thì các bạn có thể để lên trên đây và dán băng dính. Dán băng dính. Thì cái kinh nghiệm chuyển là mình nên dặn nhà xe là nâng niu và để bắt lên trên. Thì trong vườn thì hiện giờ có rất nhiều lứa tuổi. Thể theo yêu cầu thì đây là có hai đôi chim nó tầm 12-13 ngày tuổi. Thì hiện giờ là nó cũng đang ngủ ngon. Sáng mai thì một đôi sẽ được chia tay và lên Lạng Sơn ở với bạn đó. Thì mình sẽ bắt được đôi này, là đôi một trống một mái, một con to một con nhỏ. Đó. Con này là con to, con này là con nhỏ. Đấy, các bạn, đây là con chim được tầm bón là tập đẹp nhất. Chim này là bón về rất quen người luôn. Tầm hơn chục ngày tuổi đây này. Chúng đã kín lông ở cơ thể rồi, nhưng mà chúng rất là hiền. Chúng không có cái phản ứng là trỗ lại người mà không gì cả. Đến giờ cho ăn là chúng cứ há mồm như bình thường. Thấy mình họ tưởng, chúng tưởng là mẹ cho ăn bình thường. Thế thì mình sẽ để nó vào đây. Xuống đi con. Mình sẽ đánh dấu con nào là con trống, con nào con mái cho khách hàng của mình luôn. Đó. Làm thế này. Hai em này là một đôi. Thì đây là con đây là con trống. Con dưới là con mái. Con trống. Mình sẽ cắt đuôi. Mình sẽ cắt đuôi. Nó bộ vào đây. Cắt đuôi. Còn không thì mình sẽ nhắn tin gọi điện cho cậu ấy. Con này nó nhỉnh to hơn một chút. Rất khôn. Đấy. Tầm này các bạn có thể thấy là chim rất là đẹp. Sờ vào lúc nào người nóng hổi. Chim rất là đẹp. Nóng hổi. Ngày mình bón 3 bữa. Không bón căng diều quá. Đấy. Thì quý vị các bạn thông tin thì quý vị các bạn có thể gọi vào cái số của khách hàng của mình ở trên Lạng Sơn ấy. 0961 033 911. Mặc dù là bạn chưa chuyển tiền nhưng mình vẫn chuyển chim cho bạn. Mình bên mình tin người rất uy tín, không giàu nghèo gì, 500-600 nghìn cả. Thì mình muốn hướng dẫn các bạn là chuyển chim này, các bạn để như này. Đó. Thì cái độ nắc nư, độ va đập nó sẽ không làm cho con chim nó bị đau, không bị nguy hiểm. Chim như thế này thì các bạn nên nhớ là nếu như mà sáng mai thì mình lại bón cho một hai con một cái lượng thức ăn và diều tương đối. Thì đây đây các bạn nhìn nhé, nó tưởng ấy nó vẫn cho ăn, nó vẫn lúc lúc không lúc đấy. 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 Đôi này rất là đẹp, đôi này 100% một trống một mái luôn. Đấy. Còn bên này thì em này giới thiệu với các bạn luôn, em này nó không phải là cu Nhật mà cũng không phải là cu Pháp. Đấy. Hôm nay gọi là cu vàng, cu
vàng, lông vàng, lông vàng. Con này là lai, chim lai, lai cu cu đất, cái cu phấn hồng núng ngỗng, biết là em này thì nó lại là con lâu, cùng một bố mẹ đấy, nhưng mà ra con nọ con kia. Bố thì đấy, bố thì là cu lâu. Các bạn thấy không, bộ chim rất là đẹp, sờ vào nó cũng nóng, nóng hổi. Thì mình sẽ mai mình sẽ đóng cái này và dán băng dính vào, mình gửi ra từ chỗ mình ra đến nhà xe là 6:30, 8:30 là xe chim đến Mỹ Đình, từ 8:30 đổ đi là về các tỉnh. Đấy, những cái khách hàng của mình gần khu vực Hà Nội thì mình sẽ có người chở xe máy tận nơi ra tận tay. Còn những khách hàng ở quá 100 cây thì nếu như các bạn cảm thấy chắc nép thì các bạn trả thêm phí thì bên mình sẽ chuyển xe máy tận nơi và nhận tiền, giao chim nhận tiền. Còn nếu mà các bạn hơn 100 cây các bạn trả tiền xe máy thì cái cước phí nó hơi cao. Nên là các bạn tùy, các bạn cảm thấy lựa chọn phương án nào thì các bạn lựa chọn. Thì cái số tài khoản để giao dịch bên mình là 2210205156681. Hy vọng rằng cái vườn chim của mình sẽ được giao lưu phân phối tất cả cái chim giống ngoài miền Bắc và miền Trung, miền Nam cũng như anh em các tỉnh phía Bắc. Mình làm cái video này hy vọng rằng các bạn có thể ai có thể là thắc mắc gì có thể comment chat của mình qua kênh Zalo bằng số điện thoại là đăng ký hoặc số điện thoại liên hệ 0163 530 5982 để được tư vấn cũng như là để trao đổi. Thì đôi chim này chỉ khoảng mấy ngày nữa thôi là khác hẳn luôn, 2-3 ngày nữa là khác hẳn luôn, rất là quen. Đấy, cho ăn đây, tự giác mỗi con được ngăn luôn. Đấy, cái tư thế này tư thế rất tốt khi vận chuyển chim. Xốp này kể có rơi mạnh thì chim không bận gì. Bây giờ là mình sẽ cho đi ngủ, để nó ở đây ấm. Nếu mà nuôi chim non thì chúng ta nên nuôi tập thể để cho nó tự sưởi ấm nhau. Tự sưởi ấm nhau. Mình chụp cái này một chút. Thì tầm trưa mai là bạn ở trên, mặc dù mình chả biết tên, chả biết mặt, nhưng mà mình cũng gửi để lấy niềm tin từ khách hàng. Mà cũng xưa với các bạn là mình gửi một đôi chim từ ga Hà Nội vào ga Sài Gòn là mất tổng thể là 36 tiếng. Ví dụ như là ví dụ như sáng nay lên tàu rồi, thì hết ngày hôm nay sang sáng mai, đến tối mai thì là đến đích. Mà ở trong ga Sài Gòn thì mình có anh người nhà, anh đón hàng trong đấy và anh giao hàng cho các bạn ở trong Sài Gòn, và các bạn có thể là trả tiền cho anh ấy, thì không phải chuyển khoản trước được. Bên mình là một thiết lập một cái mối uy tín làm ăn. Các bạn yên tâm là lấy giống chim ở bên cơ sở mình rất là đảm bảo. Đấy, như thế này thì các bạn đậy kín vào, chim rất là ấm, chim rất ấm, chim rất là ấm. Để cái rổ này là tại sao mình để cái bóng vào, mình nó không lọt gió vào, không lọt úm vào, chỉ cần hở được đủ thở thôi. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm. Hy vọng rằng vườn chim Vũ Văn Thao ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội sẽ gây được uy tín, thương hiệu và cũng giao lưu được với rất nhiều anh em, khách hàng, những người yêu con chim cu gáy. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình và tiếp tục đón nhận những sản phẩm độc đáo từ con chim cu gáy của mình.